Rồi tới hồi lên xong rồi mệt mỏi quá rồi, chỉ tắt cái phone khi nào cái máy bay nó bay lên thôi, rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ. Rốt cuộc rồi từ lúc máy bay cho đến xuống phi trường, hầu như chúng ta không biết ai xung quanh. Thành thử nó đó là một cái mà chúng ta nên để. Nhiều khi sống ở trong nhà mà chúng ta không có nói được gì với nhau hết, toàn là viết text cho nhau không. Thành thử đôi lúc á, thỉnh thoảng con mình nó cứ thói quen vậy, nhắc nó, con mẹ dưới này nè, con xuống con nói chuyện với mẹ. Nhưng mà muốn điều đó mình phải làm trước, mình phải làm trước. Thí dụ mình chỉ cần nói con ở trên phòng, con xuống mẹ nói chuyện, nó xuống nguyên câu chuyện mình sẽ nói, chứ đừng viết một hơi gì xem lên lầu cho nó ngồi nó viết một hơi nó xem xuống. Còn hai mẹ con cứ text qua tức là how far upstairs. Cho nên thầy chi hồi xưa có bài hát sợ lắm sợ lắm sợ tới lên trên trời, trên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Người trần gian thì đâu có tác kiểu đó được, người trần gian là eyes contact, mắt nói chuyện phải nhìn nhau. Cho nên họ cái thời pop talk, quý vị biết đến năm mà khoảng năm 2000 là có chương trình pop talk, rất nhiều chương trình Phật pháp được đưa lên pop talk. Các vị liên lạc mời Pháp Hòa lên, Pháp Hòa xin sám hối từ chối. Tại sao? Không phải mình làm leo, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ vậy nè, mình thì nói dở, cho nên mình phải nhìn con mắt người ta, nhìn cái gương mặt người ta, người ta hiểu mình nói gì không, người ta đang curious question những cái gì mình muốn nói, để mình kịp thời mình cho thêm ví dụ, mình nói rõ ràng. Nhắm mắt nhắm mũi ho thóp nói riết, bên kia nó ngủ khò, nó có đèn mà nó họ hiểu họ không hiểu, họ đồng ý họ đồng ý, mình biết gì hết, cứ nói tiếng hồ mình đi xuống thôi, phải không? Còn bây giờ ngồi đây đó, em nhìn đại chúng, đại chúng nhìn em đó, quý vị hiểu có bà nói gì không hay là quý vị không hiểu, nhìn xuống mà thấy cách quý vị nhìn nhìn em là đấy hơi nghi quá. Thì mình lập tức mình chuyển cái câu chuyện hay là mình thêm cái ví dụ để mọi người hiểu mình đang nói. Và nếu mình người Mỹ họ rất là eye contact, và mình sẽ không bao giờ thoải mái nếu bây hồi nhỏ mà hay ví dụ với mấy em nhỏ như là con dẫn bồ con đi chơi mà bồ con ngồi với con mà con cứ dở sách con đọc hoài, hay con nói chuyện phô, hay con làm gì thì con nghĩ bồ con cảm nhận sao, rồi lật ngược lại nếu con bị đối xử vậy thì sao. Thành thử ra mình đi với ai mình phải có mặt cho người đó, tu hành nó cũng vậy, thân ở đâu tâm ở đó, làm việc gì biết mình làm việc đó. Như vậy người đã hiểu đạo không ngại sống ở đâu, ngồi đâu, ăn gì. Vì sao? Xin lỗi, nhiều khi có bà thấy như thế. Nếu mà nói cho cùng, tất cả những món ăn mình ăn mòn ra, ăn mấy chục năm, vậy mà tại sao có bữa nay nó có một chút xíu dở mà nói vậy? Mình đã ăn từng hàng trăm lần ngon, bữa nay có một lần dở nữa mà. Ngày hôm qua có một vị một vị thầy lên nói là bữa nay nghe thầy giảng học được cái chuyện rất là đạo lý, chắc con phải về con sửa, tại con có cái tật ăn dở con hay nói. Con có cái tật bạn không trúng ý con hay nói. Có nhiều khi mình thích ăn mì rau nhiều, nhưng mà người ta quan niệm á xào rau nhiều đôi khi á ngán, hoặc là có nhiều khi á người ta mời mình tới ăn, thường thường những cái bữa tiệc như vậy, nhất là các vị mời quý thầy tới, quý vị nấu rất là thịnh soạn đủ các món. Tại vì sao? Đây là cơ hội mình bày tỏ cái lòng của mình và mình làm các món rất là đặc biệt. Thôi thì ai cúng cái gì mình ăn vừa miệng thì mình ăn khá một chút, không vừa mình ăn ít một chút, không vừa miệng của mình chứ không có nghĩa món cái gì. Cho nên Pháp Hòa người hiểu lại, không phải Pháp Hòa khoe, Pháp Hòa nói Pháp Hòa thấy Pháp Hòa còn chút phước. Chúc phước là gì chứ không? Không bao giờ ăn mà thấy dở.
bất cứ ai nấu cái gì kiểu nào có là ăn vẫn nghe. Xin thưa đại chúng, nhiều khi một tô mì gói chế lên cho Pháp Hòa, 3 ngày sau Pháp Hòa mới ăn. Không giờ đem lên rồi bây giờ cất tủ lạnh, tới mấy ngày sau đem ra nó cũng nở, nó đặt queo hết trơn. Mà thiệt sự Pháp Hòa ăn sao thấy nó ngon quá, tại vì khỏi nhai. Muốn ta đâu, muốn ta đâu, muốn ta đâu. Bữa nào thử nha. Cho nên Pháp Hòa thấy là cái đó là cái phước đó. Nếu mình ăn cái gì mà đối với người thường, bình thường, phần lớn là cho nó dở mà sao mình vẫn ăn ngon, thì mình biết đó là cái phước. Còn tại sao có những người mà cái gì ăn cũng chê hết? Thật sự ra cái phước là gì? Đây là cái phước là được nghỉ. Cái phước tức là cái điều kiện tốt mà mình có được. Ví dụ như bây giờ mình ngồi ở đây nè, chân mình không đau là phước. Còn các bác đau chân có ghế ngồi là phước. Trong một không gian này, ai ngồi trong này, ai ngồi ngoài kia, ngồi ngoài kia không bằng mình, nhưng mà may cũng được là có cái tivi vẫn còn nghe. Nói chung là mình tìm cho mình một cái ánh sáng nào để mình cảm thấy rằng mình vẫn chưa đến nỗi. Đây là người hiểu đạo. Đạo này đạo gì? Đạo lý, chứ không phải đạo Phật, phải không? Cái đạo Phật muốn nhắc nhở chúng ta. Cho nên học đạo, thỉnh thoảng trong kinh nói tới chữ đạo thì chúng ta phải biết đạo này là ở chỗ học đạo. Ví dụ câu kinh Pháp Cú nè: người sống 100 năm không thấy đạo, không bằng sống 1 ngày mà thấy đạo. Vậy thì kiểu đạo trong kinh Pháp Cú nói là đạo gì? Muốn nói tới đạo lý để sống hay nói tới đạo Phật? Đâu có nói gì đó. Tôn giáo là gì đó? Nếu mà không khéo là tôn giáo làm khổ mình. Vì mình thấy ai không cùng đạo là mình ghét. Cho nên hồi nãy có bà đi ra, có một cô cũng nói: thầy thầy, con ngoại đạo. Không, bà nói ở đây không ai ngoại nội gì hết. Có một cô khác cũng chạy lên, cô xin: thầy thầy cho con xin, xin chụp tấm hình mà con ngoại đạo. Có bà nói: chụp hình đâu liên quan đến đạo. Phải không? Đạo nào cũng ăn cũng sống giống nhau mà. Cho nên đừng có dính kẹt tôn giáo. Mà anh nói, anh ăn, anh cười, anh đối xử, tất cả dù anh theo bất cứ đức tin nào, anh phải có đạo lý trong lời nói của anh. Anh phải có đạo lý trong cái cách sống của anh. Còn không thì cái tôn giáo mà anh theo đó làm khổ anh thôi. Ai mà cùng với mình thì mình thương, không ai cùng thì mình ghét. Rốt cuộc cái tôn giáo nó đè mình. Quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không bị cái gì đè? Bị cái gì đè? Núi Ngũ Hành. Cái núi đó là gì? Là những cái gì mà chúng ta ôm ấp, nó bị đè nặng trong đời mình. Không phải chỉ có Tôn Ngộ Không bị đè đâu. Tối nay về coi mình có bị đè. Tối nay về nghĩ coi bao nhiêu chục năm nay mình sống, mình có bị như Tôn Ngộ Không, bị những ngọn núi nó đè. Có nhiều khi nghĩ tới cái người đó là nó còn được mạnh lên, tức đó tớ núi đó. Cho nên cái chuyện mà Tôn Ngộ Không bị đè không phải là chuyện của Tây Du Ký. Mà thực tế trong cuộc đời này, phim Tây Du Bộ, truyện Tây Du Ký là hư cấu. Nhưng người ta muốn nói cho mình một cái đạo lý để mình sống. Không khéo thì đời chúng ta bị rất nhiều những ngọn núi nó đè. Đè không phải 1 năm nha. Đè bao nhiêu năm? 500 năm. Là tượng trưng cho một khoảng thời gian dài khổ. Cuối cùng ai là người tháo gỡ đó cho mình? Ngài Huyền Trang. Phải không? Ngài Huyền Trang là một người, một nhà tu. Đầu cạo, tóc, mặc áo của người tu. Vậy thì Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho giải thoát. Chỉ có tâm tư người giải thoát mới đủ gỡ lá bùa đó ra, và ngọn núi nó tung ra, chúng ta mới giải thoát. Vậy thì người tu, Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho một con người giải thoát.
chúng ta là những phàm phu đang bị núi đè, lá bùa viết cho tên đó án mani bát di hầu. Chữ án là gì? Là thành tựu. Mani là một viên ngọc, phải không? Một viên ngọc như ý tội nguyện. Do đâu? Nó là một viên ngọc như ý tội nguyện mà tại sao nó lại đè ngúng lên? Vì mình không biết nó, cho nên nó nằm trên đó. Nó không đi đâu hết. Cái giải thoát nó không có đâu, nó nằm ngay trên đầu mình thôi. Chỉ cần ai đó gỡ ra cho mình hết liền. Thí dụ bây giờ hôm nay có thể nhiều năm quý vị giận ai đó, nhưng biết đâu chừng bữa nay trời xuống đất khiến nghe được bài này rồi về hết giận người đó. Vậy pháp hòa là quyền trang gỡ lắm. Thôi bây giờ được gỡ bùa rồi về chứ. Bùa được gỡ rồi. Quý vị hiểu được đạo lý cho đó không? Cho nên á, tôn ngộ không không có cha mẹ tượng trưng cho một người có trí tuệ. Trí tuệ thì không phải do học, chỉ có học là học thức thôi. Người có học kêu học thức, người có biết là kêu tri thức, chứ không phải là trí tuệ. Vì trí tuệ là do tư duy, do quán chiếu, do tu tập mà có. Cho nên ông Tôn Ngộ Không, ông đúc trong một tảng đá tượng trưng cho trí tuệ. Nhưng trí tuệ này phải có đạo đức, cho nên cái dòng kim khô trồng lên đầu ông là tượng trưng cho cái đạo đức, cái giới, cái luật để ngăn chặn chúng ta. Chúng ta là người thông minh, nhưng nếu không đạo đức thì thông minh này nguy hiểm, phải không? Còn nếu mình có một ví dụ, có những cái mình biết nhưng chỗ đó không nên bày lộ. Ngày xưa Khổng Tử có ba người đệ tử, thì người ta đã tới hỏi: dạ thưa ngài, người đệ tử thứ nhất có cái gì hơn ngài không? Ồ, người đó hả? Trí tuệ hơn ta. Dạ thưa ngài, vậy người thứ hai có gì đặc biệt? Ồ, ông đó hả? Ông đó có cái dũng hơn ta. Dạ thưa ngài, vậy người đệ tử thứ ba làm sao? Người thứ ba có lòng thương từ bi hơn ta. Người ta mới đặt câu hỏi: ủa, ba ông đệ tử của ngài mà ngài đều nói rằng cái trí, cái dũng, cái tình thương của họ hơn ngài, vậy tại sao họ phải bái ngài làm thầy? Thì ngài Khổng Tử mới nói: ba người đó có cái dũng, cái tuệ, cái lòng từ bi hơn ta, nhưng mà họ không biết. Cái ông đầu thì không biết lúc nào phải giả khờ, ông thứ hai thì không biết lúc nào phải mềm mỏng, ông thứ ba thì không biết lúc nào phải mạnh dạn, không thể lộ tình thương. Vì họ hơn ta, nhưng họ thua ta ở cái chỗ là biết ứng dụng, cho nên họ phải bái ta. Như vậy thì câu chuyện nó muốn nói chúng ta cái gì? Có những cái mình có, nhưng đừng có khoe, vì nó không đúng chỗ. Mà đưa ra không đúng chỗ, người ta nói mình khoe, mình nổ, chứ không phải là mình thật sự. Đúng không? Hiểu ý không? Thí dụ cái đó mình biết, nhưng việc đó không phải của mình, cũng ai nhờ vả gì mình. Để đó, khi nào chuyện nó không xong, ta cần giúp đỡ, mình sẽ ra mình. Ví dụ ta đang nấu ăn, đó là việc của người ta. Chị nấu gì vậy? Dạ em nấu cà ri. Nấu cà ri kiểu này đâu đúng. Đâu phải chuyện của mình. Mình biết nấu cà ri, đó là việc của mình. Người ta nhận lãnh nấu cà ri nghĩa là ta biết nấu. Chẳng qua là ta nấu công thức của người ta. Trừ khi nào ta hỏi chị giúp được em không, thì mình làm. Để đó tôi, để tôi giúp cho làm vậy mới đúng không? Vậy hả? Vậy chị làm luôn đi nha. Có phải là mình thể khổ lộ cái biết không đúng chỗ gì? Vậy thì mình có cần bán ngày Khổng Tử làm thầy không? Không, người mình biết chút mà lúc nào cũng phải. Cho nên thầy, ông thầy mỏng giỏm đâu có phép. Người mà coi bói giỏm đâu có phép. Còn mình mới học cái đưa tay của con này. Thật sự là ai mà cứ đụng mình giật tay coi đó nha, người đó mới học đó. Mình bị thí nghiệm đó. Hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, cái gì mình cũng có, mà có đúng lúc nó mới quý, phải không?
Cho nên còn cái gì mình cũng khoe có ngày mất của. Tại ý là như mất của là gì? Người ta sẽ không thích mình, thì mình mất đi cái cơ hội, cái nhân cách. Cho nên tu hành không phải nói ở cái chỗ hình tướng gì, nhưng mà Phật giáo dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta cái tinh thần uyển chuyển. Cho nên đó là lý do tại sao cái ngôi chùa nó mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Tại sao Đức Quan Âm cầm nhành dương liễu và không cầm cái khác mà cầm nhành dương? Bởi vì nhành dương là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển mềm mỏng. Gió thổi qua trái, cành dương vẫn qua trái. Nhưng khi gió ngừng, trở về chỗ cũ. Mình tùy duyên mà bất biến. Cái này gọi là tùy duyên mà bất biến. Chỉ tùy thuận nhưng không mất đi bản chất của mình. Hiểu không? Cái tinh thần gọi là tùy duyên bất biến. Nhưng mà bất biến nhưng biết tùy duyên. Tôi là người tốt, tôi không mất bản chất của người tốt. Tôi tùy thuận các vị làm việc này việc kia, nhưng tôi không bị đồng hóa. Cho nên có bà hay nói, mình chỉ đồng gì? À, mình chỉ hòa đồng chứ không hòa tan. Mình hòa tan nghĩa là mình mất mình. Còn mình hòa đồng nghĩa là mình into mấy cái đó. Nhưng mình không có bị affect, mình không bị ảnh hưởng, mình không bị hòa tan. Đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay với ba người tìm đạo. Người không hiểu đạo sống trong đời, có không? Có, nhưng mà người này cũng vẫn sống, nhưng sống kẹo buồn, sống không tươi mát. Còn người hiểu đạo, người có đạo mà sống trong đời thì sẽ thảnh thơi, sẽ dễ chịu, sẽ uyển chuyển. Và đạo này là đạo gì? Đạo lý, chứ không phải một tôn giáo, một đức tin như chúng ta thường nói. Thứ hai, người muốn hiểu đạo thì phải tìm, phải học. Học với người, học với sách vở, học với các pháp. Cho nên chúng ta có một vị thiện tri thức tên là Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Người trẻ này chỉ có mười mấy tuổi thôi mà đi tìm thầy học. Và trong Kinh Hoa Nghiêm diễn đạt rằng người đệ tử này học với tổng cộng 53 người thầy. 53 người thầy. Thậm chí, xin lỗi, học với những cô gái giang hồ. Vì trong một cô gái đó vẫn có cái chúng ta học. Học cái gì? Học cái bài học khổ đau của những người, người ta đi tới con đường đó, làm việc đó, tất phải có khó khăn của họ. Như vậy mình nhìn họ để mình hiểu được niềm đau nỗi khổ của họ, để mình không khinh thường. Vì trong tất cả chúng ta, một miếng rác mà nếu chúng ta biết sử dụng, rác nó vẫn thành phân bón cho cây, mặc dù mình gọi nó là rác. Nhưng nếu chúng ta biết cách ủ nó thì rác nó thành phân bón. Còn nếu chúng ta không biết thì nó vẫn là rác. Nhà mình cũng vậy. Mình có một quyển kinh, chúng ta gọi là quyển kinh là nó sẽ hơn quyển sách. Thì đó là lời tắc thì. Còn một cuốn sách đọc ghen chuyện tiểu thuyết rồi bình thường đó, nhưng nếu chúng ta để nó trong tủ thì nó vẫn là quyển kinh. Còn bây giờ nếu chúng ta đem ra đọc nó thì quyển kinh đó là mình là một quyển kinh. Như vậy hãy biến mình thành một quyển kinh sống động hơn là một quyển kinh chết. Cho nên phải học. Rồi cuối cùng, người đã hiểu đạo rồi thì sống trong đời rất bình an. Và chúng ta đang thực tập là người này. Người sống trong đời mà hiểu đạo. Hiểu đạo rồi, sống không khó khăn. Không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả ai. Và đó chính là mục đích của một người đệ tử Phật. Chúc đại chúng an lạc. Ở đó có cái microphone cho bác không? Phương Nam Phương. Dạ rồi, mời bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chúng con Phật tử San Jose xin tặng thầy vài dần thơ dạy. Pháp hòa mặt sáng tựa trăng rằm, đôi mắt từ bi hướng xa xăm. Nghĩ bao điều tốt thầy mong ước, gieo duyên đại chúng vẹn tình thâm. Lời vàng tiếng ngọc thốt từ tâm, đem rải yêu thương để ươm mầm. Pháp hòa tâm Phật từ bao kiếp, nay hóa thân này độ chúng sanh. Chưa thi sĩ đọc chưa hết. Và để đi hoằng pháp cho chúng con được thấm nhuần mưa, được thấm nhuần mưa pháp, để làm hành trang tiến đến con đường Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bác, bài thơ rất là hay. Dạ, mời chị. Xin cái đó luôn rồi hả? Bây giờ có ai có câu hỏi gì không? Mời chị. Thầy Phước Hải hỏi em Phương microphone đâu. Chuyện quý vị nghe rõ câu hỏi không? Cảm ơn. Thầy nhắc lại. Câu hỏi là chị Phật tử có một cái bàn thờ Phật, gia đình thì không còn có hướng nào khác ngoài cái hướng mà hướng ra sau nhà. Thì có một vị tới nói là thờ vậy không có nên, mà chỉ không hỏi liền người đó không nên, tại sao không nên, mà giờ đi hỏi em. Em đâu phải người nói. Mai mốt ai nói cái gì hỏi ngược lại liền. Không nên là không nên làm sao? Vậy nên làm sao? Bác chỉ cho con đi. Phải không? Cái này là mình chỉ nghe người ta nói, rồi mình sợ sệt từ ngày không nên. Hiểu ý không? Không có chuyện đó. Bây giờ cái nhà của mình không còn chỗ nào hết, chỉ có cái hướng đó thôi. Ta không cho hờ hướng đâu. Phải không? Pháp Hòa ví dụ như này. Mình là nhà nghèo, không có cơm để ăn, chỉ ngoài ăn khoai thôi. Thì không ăn ăn gì? Thì thôi bây giờ cứ khoái ăn sáng, là cứ sáng ăn khoai. Đừng có lo mấy cái chuyện đó, đừng có sợ mấy cái chuyện đó. Trường hợp như thế này đó, trong Phật giáo gọi là tà kiến. Chữ tà là gì? Là lợi. Chữ tà không có nghĩa là tà ma gì hết nha.
chữ tà trong trường hợp này là mình nhìn nó lệch một chút. Cái gì mình nhìn đúng thì gọi là chánh, mình nhìn nó lệch thì gọi là tà. Tà kiến không có tội, nhưng mà tà kiến sẽ làm cho mình khổ và nhiều người khổ. Đó, bây giờ ví dụ chị nghe lời các đó, rồi chị không hỏi gì hết trơn, rồi cái chị dời Phật chỗ khác, cái chị dời Phật ngó vô cái cửa nhà vệ sinh, người khác đó không được thờ vậy kỹ, chị dời lại Phật ngó lên cầu thang, cho nên nó không được, Phật không được ngó lên lầu, cái chị dời Phật ngó chỗ khác, Phật khổ với mình luôn. Phải không? Mình thờ Phật là tâm thần của mình, nhà của mình hoàn cảnh thế nào thì mình thờ thế đó. Quan trọng là tấm lòng cung kính của mình. Mình cũng muốn tìm chỗ tốt mình thờ vậy, nhưng gia đình của mình sẵn có Hoàng cũng nhắc lại cái chuyện này mà đi hôm nay cứ bị hỏi Hoàng. Một cái góc tủ đó, trên mình thờ Phật, dưới mình thờ ông bà, được hết, không có sao hết. Và bây giờ thậm chí quý vị ở dưới basement, người ta ở trên lầu, quý vị muốn thờ Phật được nữa. Nói người ta đi trên lầu rầm rầm, rồi mấy cái máy bay nó đi nó ngang đó, sao giờ mình lên sân thượng mình thờ đi, lên sân thượng thờ đi, rồi máy bay nó đi ngang đâu phải một người đâu, 200-300 người mà đi ngang hết. Suốt 30 năm mình ở biết bao nhiêu người bay ngang đầu Phật, sao nó hiểu ý không? Phật đâu có ngại ngùng mấy cái chuyện đó. Mình thờ Phật là cái tâm của mình, để Phật có cái khoảng không gian mình sống, để mình luôn luôn nhớ, để mình sống theo lời Phật. Chứ không phải là Phật, nếu mà Phật đi tu, Phật hy sinh cả cuộc đời làm thái tử của Ngài để thành một cái người thầy giải thoát như vậy, để rồi đi coi cái đứa nào thờ trên lầu, đứa nào thờ dưới đất, đứa nào thờ hướng nào, để chi vậy? Phù hộ. Vậy là Phật là thần, là thánh gì chứ đâu thánh là một người khác đó. Đừng để mấy cái câu đó là Phật. Mai mốt ai nói thôi không cả, dạ mô Phật con cảm ơn bác. Nhưng mà mình vẫn biết rằng mình không còn cách nào khác hơn. Chỗ quý vị có nhớ hội Việt Nam, xin lỗi, có những gia đình người ta nghèo cũng ở hiên, ở ngoài hiên. Vậy mà ngoài hiên đó ta vẫn dựng lên một cái kệ, ta để Phật thờ, ta lấy lon sữa bò, ta làm cái ly hương, ta cắm ta xuống, được không? Phật đâu có nói gì đâu, Phật vẫn bắt tay ngồi cười bình thường. Chỉ có mình đi tới dọc vòng cứ nhăn với Phật hoài, đừng có để mấy chuyện nó làm khó. Dạ mời bác. À, bác cứ ngồi. Con có một cái vấn đề nó đang giải cho chị thầy. Thầy biết rằng cha mẹ Việt Nam thì lúc nào cũng yêu thương con cái, lo cho con cái học hành thành đạt. Nhưng mà những đứa trẻ ở miền Tây đến rất nghĩ rằng con nghĩ nó khác, nó không phải là những người con. Ý kiến người cha mẹ muốn gì là con là thế. Thật ra khi mà cha mẹ thấy hết con sức ra để lo cho con cái học thành tài rồi, thì nó quay cái ngược trở lại, nó nói là nó bị ở viên. Thật ra đó là điều đau khổ của cha mẹ. Đưa con ra đi giúp con đủ sức cho con đi. Cuối cùng nó gần như là không có sức của cha mẹ được. Mà nó nghĩ rằng người cha mẹ đó, đó nó bị ở viên. Dạ, câu hỏi là một bác Phật tử là qua đây đem hết tình thương dạy dỗ con cái, nhưng cuối cùng không được một cái điều như ý, mà quay ngược lại con cái trách móc mình, cha mẹ mà mình tức hiếp, abuse là con cái. Rồi bác hỏi là bây giờ thầy giải quyết làm sao? Bây giờ ta kêu bác abuse cháu nè. Gia đình của mình
mà không chừng đã nói xong thì con cháu xuống abuse em. Thưa đại chúng, như là nãy có hoàng có thưa đó, là mỗi người chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta nên hiểu chúng ta ở đâu để đưa cái sự dạy dỗ chúng ta nó có bước trình. Như hồi nãy có bà nói, nếu như có thể trong một cái cách của mình quá Việt Nam, đi phải thưa về phải trình và rất là răm rắp, ví dụ vậy, hoặc là thậm chí dâu rể của mình bắt y chang như mình ngày xưa đó, mình là rể quý là rể xanh, dâu này là dâu ngọt, còn nếu không thì mình cho là dâu chua, là rễ cây gì đó. Thì thưa đại chúng, là cái đây là không phải chỉ ví dụ thôi, có thể trong cái quá trình mình dạy, ngay cả trong chùa luôn nha, trong chùa bây giờ ở nước Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy, không thể dạy một chú đệ tử, một chú tiểu, một người mới vô tu mà dạy kiểu ngày xưa không được, tại vì dạy kiểu ngày xưa là mất đệ tử. Ngày xưa mình đánh, chửi, làm cái gì nó cũng sống với mình đó. Là thứ nhất, tâm tu nó lên. Thứ hai, nó không có đường đi. Đời sống khó khăn. Xin lỗi, nhiều khi gia đình khó khăn, chỉ có vô chùa mới được học, vô chùa mới được ăn, vô chùa mới được có chỗ ở. Cho nên là làm gì làm cũng phải sống. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm tu, cái lòng thích tu nó rất lớn. Cho nên cỡ nào cũng phải. Còn thời bây giờ, mình chỉ lo đệ tử nó không đủ sướng thôi. Sợ nó lo không? Tại vì bây giờ là thời đại nó khác. Cho nên các chùa bây giờ ở Việt Nam, ngay cả hải ngoại, cũng phải đổi một phương pháp dạy đệ tử. Ở đây thì Pháp Hòa không có thời gian để mình nói nhiều trường hợp của bác. Thì bác hãy nhìn là cái quá trình mà mình đã hướng dẫn, để coi của mình có quá đáng với con cái không. Còn nếu như mình đó, cần thiết, mình sẽ viết thơ cho các con, để mình trình bày cái nỗi lòng của mình. Tại vì mình nói ta không có khả năng nghe, cho nên không thể kêu ngồi lại nói với nhau. Thì bác hãy đem tâm tư tình cảm của một người cha viết cho người con một trang thơ. Nhất là nên viết vào cái dịp lễ Mother's Day hay là Father's Day, hay là ngày lễ Thanksgiving. Mình hãy viết một lá thơ cho hoàn chỉnh, viết nháp đi, rồi sau đó mình lắp ráp, mình chỉnh đốn lá thơ cho đàng hoàng xong. Nếu mình có niềm tin thì hãy trình lên Đức Quan Âm, trình lên ông bà: đây là lá thơ con viết cho con của con. Con nhờ Đức Quan Âm soi sáng cho con của con. Đọc lá thơ này mà tâm nó bình lặng để nó lắng nghe. Con trình lên ông bà: đây là nỗi khổ của bậc cha mẹ. Và con trình lên ông bà để ông bà soi sáng cho con của con, các cháu của ông bà. Đó là mình gửi tâm mình. Cho nên mình không viết lá thơ trong khi tức giận, mà phải viết lá thơ bằng tất cả tình thương và tình cảm của mình. Đừng viết lá thơ bằng tức giận. Nếu hôm nào mình viết tới đó mà mình tức nó lên, dừng lại đi, đừng viết nữa. Để khi nào mình thật sự thương con mình với từng chữ mình viết thì hãy viết. Tại vì lúc đó lá thơ đó sẽ là một lá thơ đầy cảm tình và nước mắt. Xong rồi trình lên Phật, trình lên ông bà. Thưa đại chúng, có một gia đình đó, người con không có nhìn mẹ, người con gái không có nhìn mẹ, và thậm chí người mẹ thường làm thức ăn gửi lên cho con, cổ sai con của đem trả lời. Cuối cùng thì một ngày nọ cô lên, cô tâm sự, thì Pháp Hòa bày cho cô biết lá thơ. Viết xong cô Pháp Hòa nói cô viết bằng, cô dành dùng thời gian để viết, đừng có khắc. Viết một ngày, một tuần, thậm chí một tháng. Mà khi nào mình đủ tình thương cho con biết không, những lúc ba nói như vậy là vì ba như thế nào, bao nhiêu tình cảm mình lỡ vào. Xong viết xong cô đem lên trình Đức Quan Âm, rồi trình ông bà tổ tiên đi, gửi lá thơ nó xong. Một tuần lễ sau, người con gái nó dẫn mấy đứa cháu về thăm. Và cho đến bây giờ, mỗi lần cô lên chùa cô gặp Pháp Hòa, cô nói không có thầy thì mẹ con đâu được ngày hôm nay. Cho nên cái này á, là mình coi như mình cầu cái phước cuối đời mình.
hãy làm trọn vẹn một lần cuối những gì mà cha mẹ cần làm cho con. Còn được gì hay không, mình mãn nguyện đấy. Vì có những dạng con là do tùy sân, nghĩa là mình nói đâu nó nghe đó. Nhưng có những dạng con là liệt sân, nói tới đâu nó chống tới đó. Dạy nó đi trước nó đi sau, dạy nó một đường nó làm này. Đó là liệt sân. Nhưng có những đứa con mình không cần dạy nhiều nhưng đã làm hơn những gì mình muốn, đó là ưu sân. Đức Phật dạy con có ba dạng: ưu sân, tùy sân, liệt sân. Nhưng mà nếu mình giận con, mình bỏ mặc nó cũng không nên, vì thủy chung có thể nó nghĩ chưa tới. Nhưng mình sắp chết rồi, mình không biết chừng nào con nó quay về. Hãy viết lá thơ với lời cuối, với lời bắt đầu nha: con đừng bỏ lá thơ này, con hãy đọc lá thơ này bằng tất cả sự bình tĩnh của con. Nếu con chưa cảm thông, con hãy cất lá thơ lại, đến một ngày nào đó con cần con hãy đọc lại. Cứ mở cái lời đó. Có thể nó chưa cảm bây giờ đó, thậm chí đợi đến khi nào mình không còn có mặt trên cuộc đời này thì chừng đó đứa con sẽ thấm và sẽ hiểu mình. Nên tới lúc đó mình mất tiêu rồi đâu, không sao, ít nhất mình cũng độ con mình đến giây phút. Chỉ sợ con mình sống ràng rỡ cả đời thôi, chứ nửa đời mà nó hối hận thì mình vẫn hạnh phúc lắm. Nếu Đức Phật còn ở đời này chắc gì chúng ta tốt. Có thể Đức Phật không còn có mặt nữa, cho nên mình mới mong mỏi Đức Phật, mình mới tu tới giờ này. Nghĩa là có nhiều khi đợi, nếu Đức Phật có mặt thì mình ý là ai, còn Đức Phật đi rồi thì mình sẽ tha thiết. Giống như Kinh Pháp Hoa nói, ông cha đó có những người con mang bệnh, đưa thuốc nó uống. Đến một ngày nào ông bỏ nhà đi, ông gửi một cái email về, ông nói rằng cha của các con đã chết. Các con hòa lên khóc, hối hận vô cùng. Ngày trước cha còn sống cho thuốc không uống, bây giờ nhớ cha quá, đi lột thuốc ra uống. Uống xong các con hết bệnh, người cha trở về. Đức Thế Tôn cũng như thế. Chúng ta là những người con, cha đi rồi mình mới nhớ cha mà lột thuốc uống. Bởi vậy pháp hội nào cũng có mặt, bài giảng nào mình cũng nghe, nghe cái lột thuốc để tìm thuốc uống. Đến khi nào mà mình hết bệnh rồi thì Phật về với mình. Cho nên mình hãy độ con mình bằng tận cùng trái tim và khả năng của mình. Đừng nghĩ con mình sẽ được chuyển hóa trong kiếp này, bởi vì những loại trái nó sẽ mọc, nó sẽ có trái 5-10 năm. Còn rau xà lách, cây cà chua một mùa hè là có trái phải. Quả nhân nó có nhiều loại lắm. Nếu mình trồng trái bây giờ, có bây giờ, cái đây gọi là hiện báo, hiện báo. Còn nếu như mà trồng mà năm sau mới có ăn, cái đó gọi là hậu báo. Nhưng phải nhiều năm sau nó có mặt, gọi là sinh báo. Vậy thì cây cam, cây bưởi không thể có mặt trong một năm, mà phải 5-7 năm sau. Có những loại nhân quả phải 5-7 năm sau nó mới có mặt. Có những loại nhân quả trồng nhân tháng này, tháng sau có quả. Và có những loại nhân quả chỉ một năm là có mặt. Cho nên thưa đại chúng, mình làm sao học theo vị hòa thượng này nè. Ngày cái cách ngày sống rất hay. Các vị thầy khác đến ở với ngài, một hôm nọ xin phép đi hết. Thầy mới nói: ủa sao các con xin đi hết rồi? Dạ tại tụi con lớn rồi, tụi con muốn ra ngoài tự lập. Vậy thì không sao. Mà thầy xin hỏi nè, các con đi mà có phải buồn thầy không? Dạ không, hòa thượng đối với chúng con rất tốt. Tại chúng con lớn, chúng con muốn tự lập. Vậy được rồi, thầy chỉ sợ khi các con sống với thầy, thầy có những điều gì lầm lỗi mà các con không nói ra mà bỏ đi thì thầy sẽ có lỗi. Thầy chỉ không muốn khi thầy không muốn làm lỗi bất cứ ai khi họ sống với thầy. Thành thử mình cũng thế, nhiều khi người ta đi nhưng mà mình phải hết lòng, vì có đôi khi mình làm tận sức của mình
chứ còn làm sao mình làm tận được cái hài lòng của người khác được, mình chỉ làm tận sức mình thôi chứ, không? Cho nên làm cha mẹ có nhiều khi hồi nãy có mấy vị dẫn con lên nó bệnh đó, có quà nói lo cho con ăn, cho cuốc con uống, mình mới chăm sóc nó cái bệnh thôi, nhưng mà ráng tu tập sám hối để giải nghiệp cho con. Vì cái đó cũng là một loại nghiệp, một loại chướng ngại của nó đó. Cho nên á, nhiều khi những người mình sống chung á, mình chăm sóc họ, mình chỉ cho họ được miếng cơm manh áo, mà mình thiếu cái phần giải nghiệp thì khổ là họ cứ phải chịu cái nghiệp đó mà. Cho nên thôi thì bác cố gắng làm những gì mình có thể làm, chỉ nuôi một cái tâm nguyện làm tất cả bằng tình thương của một người cha đối với con của mình. Thầy, con đã hiểu tất cả những gì thầy dạy và con đã sống, con tu từ khi còn nhỏ đến giờ 70-80 năm nay, thì Duyên đã hiểu biết cái đạo lý như thế nào và đạo như thế nào. Con đã viết cho cháu một cái lá thư về một cái việc thầy nó không hiểu, là viết lá thư về tiếng Anh và tất cả giảng cho con biết là đạo lý của cuộc đời của con cháu. Không bao giờ thắc mắc con cái lên mà nói rất là ôn hòa, rất là từ bi và rất là hỷ xả và chịu nhận cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà ở đó con nghĩ như thế, con chịu luôn, quay đầu đi là không bao giờ muốn quay trở lại. Thì bác để thời gian, cái cây đó nó là loại cây bưởi, cây xoài mà 5-10 năm. Giống như nãy mà nói, có thể khi bác không còn có mặt thì con bác sẽ thấm được cái đó. Tại vì sao? Tại vì lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu, phải không? Nhưng mà có thể vì cái hoàn cảnh, vì cái môi trường nó chưa thấm thôi, chứ nó nhất định lá rụng phải về cội, nước chảy phải về nguồn. Chỉ cần mình có lòng nhẫn nại, đợi thời gian thôi. Chứ yên tâm cái việc đó, mình cứ hướng tâm với con mình, với chị. Chứ hơn nữa nè, đừng bao giờ nuôi một cái tâm niệm rằng con mình nó hư luôn, không bao giờ thay đổi. Đừng nuôi cái tâm niệm đó, vì tâm niệm đó là một loại thực mà Đức Phật không cho phép. Đó là tư gì? Tư niệm thực. Quý vị nhớ ha, Phật dạy có 4 loại thức ăn nè. Mình ăn mà mình để vô trong miệng, mình nhai nuốt á, gọi là đoàn thực. Rồi mình tiếp xúc qua cái nhìn để mình buồn vui no đói gì đó là xúc thực. Rồi mình nhận thức như thế nào về cuộc sống thì mình khổ đau, gọi là thức thực. Có một cái mình nuôi một cái hoài vọng mà tiêu cực, đó là tư niệm thực, đó là chết lặng. Nhưng nếu mình nuôi một cái hoài niệm, sẽ có một ngày con mình sẽ chuyển hóa. Nuôi như vậy cũng giống như mình nuôi, sẽ có một ngày tôi sẽ thành tựu được trong việc làm ăn của tôi, học hành của tôi. Mình nuôi cái hoài niệm, một cái positive, tích cực, đó là cái hoài niệm có chánh niệm. Đức Phật dạy cái đó là tư niệm thực. Có nhiều khi mình nhận thức về con mình như vậy, con mình in đậm cái đó vào đầu, thấy con ta chảy nước miếng, nhìn lại con mình chảy nước mắt. Cứ mình cứ nuôi cái đó hoài, đó là một nhận thức sai lầm, mà chính cái nhận thức đó làm cho mình khó chịu. Cứ thấy con ta nhận thức chồng con ta sao tốt quá, con mình không được, nó bằng gốc con ta. Cứ nuôi cái đó hoài thì đó là một loại nhận thức. Mà nhận thức như vậy thì thế nào cũng thốt ra là gặp con mình đó, mày giỏi mày giống đứa hàng xóm đi, mày ăn rồi mày báo đời, ví dụ vậy. Cho nên nếu một cái người vợ của mình nói ngoài, chính mình cũng bị một cái vòng vòng tư tưởng nhận thức như vậy và làm trầm trì cái đứa nhỏ đó. Cho nên nó một phần nó dở là cũng do mình, tại vì mình cứ buông cho nó, mày dở lắm, mày dở lắm. Quý vị nuôi con bữa nào mà mấy đứa cháu mình nó làm biếng ăn còn có 2 muỗng cơm nó mới nói sao, wow, cháu ngoại của mày giỏi quá, nuốt mở miệng ra nuốt hết muỗng này là giỏi nhất nè,
mình nói riêng nó không chắc cực, do mình bơm nó giỏi. Còn nếu mình nói mày ăn lẹ lên đi, mày làm khổ tao, mày báo tao, mày để mày biết cái này cho mày nó chạy không tiêu rồi. Rồi lúc mình ôm chứ không thôi, tôi cứ nhìn đứa con nít cái cách mà mình cho nó ăn và cái cách mình la vậy. Tại nếu ra Phật dạy mình là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm, phải nuôi một cái hoài lộc con mình sẽ chuyển hóa. Và chính vậy mình sống một cách rất là tốt và hướng tâm về con mình, mỗi khi mình làm việc gì hồi hướng cho con mình thì trước sau gì nó sẽ vào tâm chuyển do cái nguyện lực, do cái lực của mình nó có sức mạnh. Xóa xong rồi mình với nó cũng xóa luôn thì không nên. Cái đó phải cẩn thận, tại vì Phật không có mong muốn là gì Phật mà mình mất hạnh phúc. Vẫn còn thấy thì có phải là do người đó quyến luyến mình hay không?
cái đó thì cũng không chắc, nhiều khi phải hỏi lại cái người chim bao đó có phải chính người đó là người quyến luyến người thân không. Vì thường đó là có những trường hợp mình thường nghĩ về cái đó, cái người đó, cho nên tối mình có những hiện tượng chim bao mình thấy, chứ cũng chưa chắc là người kia mà do mình. Thí dụ, có một ví dụ ngay, nếu mình yêu một người ta đơn phương đó là mình lúc nào cũng thấy người đó thôi, chứ người đó có thấy gì mình đâu, tại vì mình thương người đó. Thì ở đây trường hợp này cũng phải hỏi lại, người thấy có phải là thường nghĩ tưởng về người mất không? Còn nếu như á, để cho tốt cho cả hai á, thì mình phải chấp nhận sự ra đi của người thân và hồi hướng cho người thân tiếp tục lộ trình đó một cách tốt đẹp, bằng cách là mình tụng kinh niệm Phật và khai thị cho người mất. Bây giờ con tu, ba cũng tu, cha con mình cùng tu để cùng giải thoát. Những gì ba đã dạy chúng con, ba đã làm cho chúng con đã viên mãn rồi. Thôi bây giờ ba hãy nhẹ nhàng tiếp tục cái lộ trình của mình và đừng bận tâm tới chúng con hay gia đình. Chúng con hứa sẽ làm tất cả những gì mà ba dặn dò, ví dụ vậy, để an lòng người mất. Và khi nói như vậy xong á, ngay giây phút đó mình cũng an lòng của cái người còn. Vì vậy cho nên á, thấy là do hai mặt, chứ cũng chưa chắc đâu, có thể bên này, có thể bên kia. Thì thôi, bằng cách nào cũng được, mình không biết, mình không có chứng đạo, mình không có xác định. Nhưng mà vì độ cho mình và người thì tiếp tục khai thị. Và khai thị cho người cũng chính là khai thị cho mình. Mà mình muốn người thân mình giải thoát, trước hết mình cũng phải giải thoát. Cũng giống như mình muốn người kia đừng kết quán với mình, thì trước hết mình đừng giận và kết quán với người đó. Thì quán nó mới hết. Lưu luyến của mình còn mà biểu người kia buông thì khó. Tại mình nhớ tới họ thì connect, phải không? Mà connect thì khó. Rồi, mời câu hỏi cuối cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, cho con, tại con run quá. Chắc thầy cũng nhớ con từ con có một người cháu á. Con có một người cháu gia đình ăn chay trường và niệm Phật, tu tâm tịnh độ. Nhưng mà thỉnh thoảng có thầy tới giảng pháp. Nghe luôn thầy, dạ con nghe, dạ được thầy, dạ con xin lỗi. Thỉnh thoảng có thầy về giảng, nhưng con có tới thăm. Chị nói đi, chị nói không, đi đưa đây, đưa mày con em. Đưa đi mày con em, đưa đây. Nói lời đi chị nói đi. Dạ, con có tới thăm một lần, nhưng mà thầy giảng á, làm cho con nhẹ nhé. Tại thầy giảng về cái tịnh độ, cái vòng, cũng là đi về cõi trời đi. Dạ, con thấy nó mệt mỏi, giống như là con không có tập trung vô nghe. Nhưng cháu con thì nó quá về cái tịnh độ, làm cho con cũng cảm thấy thương bổ sư. Tại sao mà Phật nào con cũng thương hết, mà tại sao phải phân biệt về cái tịnh độ hay là bổn sư gì, nó phân biệt về hai phái. Nên cái suy nghĩ của con là có phải là bên tịnh độ là phải độc tài không? Con thấy nó không có phải là đúng về đạo Phật. Nếu đạo Phật thì phải là tất cả Phật nào cũng là Phật hết, kinh nào cũng là kinh hết, là kinh của bổn sư để mà truyền giáo cho cả những người mà hiểu về đạo Phật để tìm hiểu. Nhưng mà con thấy cái bên tịnh độ này làm như là chỉ là theo tịnh độ, là niệm Phật là niệm Phật, không được theo tông phái khác hết, thì làm cho con rất là bức xúc. Con nói là cái đó là bị nó bị gọi là độc tài quá, con không có chấp nhận cái này. Thấy nhà con cũng có hai phe về cái dòng cái chữ Phật này. Dạ. Con hỏi câu thứ hai. Hỏi câu thứ hai. Bây giờ quý vị nghe rõ câu hỏi của cô không? Dạ. Thì
đại ý cô hỏi về vấn đề tịnh độ đại khái vậy. Bây giờ cô nói là giống như giờ có hai phe vậy đó, bây giờ đưa mình ra cái mình thành phe thứ ba. Thôi khỏi. Quý vị nhớ như thế này, mục đích của tất cả phương thuốc là để chữa bệnh, tất cả các pháp tu là để chữa tâm bệnh của chúng sanh, nhưng mỗi người sẽ hợp một thứ thuốc. Nhiều khi mình uống thuốc này hết bệnh, mình ham muốn cho mọi người uống thuốc này để hết bệnh, mà muốn được tu đưa cái thuốc mình lên để mà promote, để mà giới thiệu đó, thì thuộc về tham. Ai không nghe mình nói tức là sân. Rốt cuộc pháp môn để giúp cho mình giảm tham sân si, mà mình tu càng tu thì sân si tham đắm nó càng nhiều, là vì muốn bành trướng pháp môn, hiểu không? Nhưng mà ở đây Pháp Hòa không nói đụng chạm pháp môn nào. Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là bất cứ pháp môn nào, chữ pháp môn là gì? Môn là cánh cửa. Vì mình khổ quá cho nên mình từ cái cửa ngoài mình vào bên trong. Khi mình chữa hết bệnh rồi thì cũng cái cửa đó mình phải đi ra. Vào được cửa đó thì phải ra được cái cửa đó. Vậy thì pháp môn cho mình giải thoát tự tại, chứ không phải để vào rồi phá lại. Thì tất cả pháp tu cũng thế, cho nên gọi là pháp môn. Cánh cửa cho mình một phương pháp tu tập, chứ không phải để cho mình chắc chặt vào đó, để rồi đi quảng cáo cái này ai không chào cho mình thì mình sẽ tức giận, khi mình nói thế này thế kia thì không nên. Không, Ngài Ấn Quang Đại Sư có dạy một câu này: thuốc không phân hay dở, chữa được lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, chữa được tâm bệnh chúng sanh là pháp tốt. Thế thì chúng ta cho nên quý vị tu cách nào cũng được đó, miễn là cái pháp tu của mình có thật sự an lạc trong đời sống mỗi ngày. Và mình làm sao mình an lạc cho chính mình, và mình cũng làm an lạc cho người thân mình, thì mình sẽ là cái người tu đúng. Dạ thôi. Thưa Thầy, cho con hỏi là hai vợ chồng còn trẻ có thể thờ Phật Quan Âm đứng trong phòng khách được không? Nếu không được thì kiếm Quan Âm ngồi. Quan Âm đứng hay Quan Âm ngồi chẳng qua là một cái tác phẩm nghệ thuật do các vị chúng ta phát họa lên chúng ta tôn thờ thôi. Không có phân biệt ai được thờ đứng, ai được thờ ngồi. Và ai thờ được tượng, ai thờ được hình, ai thờ hướng nào. Thờ Phật là tâm thành của mình. Chân hình, ba hồi quỳ, ba hồi đứng, ba hồi thì ngã đầu, ba hồi khoanh tay, ba hồi chắp tay, sao thắc mắc. Bây giờ Quan Âm đứng ngồi cũng có chuyện nữa không? Thành nữ ra đừng có lo chuyện đó. Các vị nào mà hiểu là còn trẻ không được thờ Phật là một sai lầm. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như một đứa con về nói với cha mẹ: con xin một tấm hình với cha mẹ để con treo trong phòng khách của con, hay con trưng bày trong phòng khách của con để con nhớ, lúc nào cũng nhớ cha mẹ. Cha mẹ nghe có nói cha mẹ buồn hay cha mẹ bực? Vui chứ, tại con mình nhớ mình, chứ có cha mẹ nào mà đi phiền hà con mình để mà phòng hình mình trong phòng khách đâu. Bồ Tát Phật cũng vậy thôi. Mình để hình các ngài, để tượng các ngài trong nhà mình, để mình nhớ các ngài, để học hành các ngài, thì không có gì trở ngại cả. Cho nên đừng lo chuyện đó. Khi con lễ Phật, con không quỳ gối được, con chỉ đứng lễ và cúi thân xuống, như vậy có bất kính không? Nếu mình làm như vậy mà Phật vẫn làm thinh cho mình làm thì mình ok rồi. Mình bệnh mà, mình vẫn tỏ bày cái lòng. Pháp Hòa nói ví dụ hôm nào mình lại sám hối á, đứng lên lại xuống được thì mình đứng, đến một lúc nào đứng hết nổi thì quỳ, quỳ hết nổi thì ngồi, ngồi hết nổi thì cúi. Một cái cúi đầu cũng được, trong kinh nói mà.
nếu một người nào vào trong tháp miếu chỉ một câu xin Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật. Lễ bái có 7 cách. Nếu mình lễ thật là cung kính nhưng tâm mình đầy ngã mạn khoe khoang thì cái lễ đó Phật gọi là ngã mạn lễ, cầu danh lễ, chứ đâu phải lễ tâm tâm. Không có ai, không có ai nằm xuống xòe tay là con người đó, không có người đi cuối cuối khá khá vậy đó. Cầu danh lễ, cầu danh là gì? Cầu cái được khen thôi, cầu theo thành tâm trang nghiêm lại Phật. Còn nếu như á, thí dụ ở một cái chỗ vậy nè, không có lại luôn gì được hết, đứng chắp tay, cái đó là quán tưởng thanh tịnh lễ. Bây giờ không có chỗ mình lại, mình tưởng Phật mình lễ được hết 7 cách lễ thôi. Còn như trường hợp của người Tây Tạng á, người ta nằm dài xuống người ta lại đó, kêu là trường mạng lễ. Đó là phương pháp của người Tây Tạng. Còn người Việt Nam mình á, chỉ là thân tâm cung kính lễ. Mình không phải Tây Tạng, tưởng cần nằm dài á, phải làm gì vậy? Lại Phật vậy. Mình có 7 cách lễ. Bây giờ trường hợp có chỗ lễ không có, hoàn cảnh mình bệnh tật không cho phép, lễ xong ngã cái rầm, con khiêng lên nuôi tháng. Hỏi sao vậy? Má lại Phật các con. Má lại Phật mà xui quá. Thường Phật không linh. Đi chùa nghe giảng đậu 37 đậu xe tầm 73 tầm 3, giờ đi chùa mà xui ghê. Đi nghe thầy có quà giảng bị xe tô. Con muốn về Việt Nam lấy cốt mẹ con mất hơn 40 năm rồi vì con không về được, lấy đem theo rải cho ra biển nên không thầy, có ảnh hưởng đến con cháu sau này không? Nếu được con cần làm những gì khi lấy cốt? Cha mẹ mất lâu rồi, mình cần phải giải quyết để mình yên tâm. Đó là tâm tình của con cái đối với người thân, nhất là cha mẹ. Vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta luôn luôn sống bằng cái hiếu thảo là có trên, có dưới, có trước, có sau, có thủy, có chung. Chứ chúng ta không có quan niệm chết là hết. Cho nên mình chôn ông bà giờ mấy chục năm Việt Nam, giờ con cháu chắc chị đi lo. Thôi bây giờ trước khi mình về với Phật tương lai, giải quyết cho nó xong, cho yên tâm, không hề có ảnh hưởng gì hết. Còn nếu mà mình muốn cầu nguyện thì khai thị cho người mất. Ba má mất mấy mươi năm rồi, bây giờ tụi con cũng già hết rồi, sợ mai này các cháu không lo được cho cha má thì các con không yên lòng. Thôi hôm nay sẵn các con còn khỏe mạnh về đây thăm mồ mả cha mẹ lần cuối, xin ba má quan nghỉ cho chúng con được khai mộ và hỏa táng tro cốt, và sau đó sẽ đến hủy táng. Và cha mẹ cũng hiểu rằng tất cả các pháp đều trở về với không, đều trở về với các bụi. Xin cha mẹ đừng nặng lòng cái thân xác. Mình nói chi, yên tâm thôi, chú cô chắc ai ngồi đó nghe đâu. Đâu như mình nói để an lòng mình, làm cái gì cũng có thưa có gỡ đàng hoàng là xong đó. Cho nên là mình, cái đó là một cách giải quyết thôi. Cũng giống như người còn sống đây, lỡ mất rồi cũng phải giải quyết, để đó đâu có được. Mình không, mình con người khác, con thú chết trong rừng nằm đó, con khác tới ăn, không ăn lâu ngày tự rã. Còn con người không được, phải tìm cách giải quyết. Thiêu gọi là hỏa táng, đốt thành tro, còn không thì đem xuống đất chôn gọi là thổ táng. Và tại vì mình nó có hai phương pháp, vì mình có đất cũng có lửa, có gỗ có gas. Gặp những cái đất quốc độ mà ta không có đất chôn thì làm sao được, người ta không có củi đốt thì làm sao được. Cuối cùng đem lên rừng cho chim ăn gọi là biểu táng.
con hỏi trong thời mạt này chúng con có thể làm cách nào để học Phật một cách căn bản đúng cách, và làm sao để biết mình đang theo đó là đúng người? Vì Phật tử có thể tìm một bậc chân tu giống rất khó gặp, mà trên con đường tu tập mò mẫm chúng con rất cần nhiều sự chỉ dạy. Thưa đại chúng, ai cũng muốn tìm cho mình một minh sư, nhưng mà cho dù là minh sư thì thủy chung minh sư này cũng theo vô thường, và thậm chí minh sư chưa chứng đạo thì minh sư cũng có thể gốc nào thôi, phần nào thôi, chứ cũng không phải là toàn vẹn. Thôi thì bây giờ trong cái tạm, trong cái tương đối, đối với các bậc tôn đức, mỗi vị sẽ có một hạnh tôn. Hạnh nào chúng ta nhìn, chúng ta quán, chúng ta thấy học được, học vị đó, rồi xây qua bên này, mình học vị này, gom nhiều vị lại để mình có được một cái đời sống phạm hạnh do mình học từ các ngài trong cuộc đời tương đối này. Đi tìm tuyệt đối là khó. Thôi thì cái gì trong tương đối mình nhận. Còn nếu nói đúng hơn theo lời Phật, các chúng ta đừng nương tựa bất cứ ai và bất cứ gì, chúng ta chỉ cần nương tựa chánh pháp. Vì nếu chúng ta nương tựa và đúng lời Phật thì có ai nói gì nói, cứ căn cứ theo lời Phật nói thì chúng ta chắc chắn không sai, phải không? Ví dụ bây giờ nè, mình nấu cơm là chắc chắn phải đổ nước vô nấu, còn ai nó đổ dầu, đổ xăng, đổ nhớt gì vô nấu, chuyện đó của người ta, mình thôi. Tôi không biết xăng nấu cơm ngon cỡ nào, tôi không biết, thôi để tôi ăn cơm nấu bằng nước thì cho chắc ăn. Ví dụ vậy đó, đó là chánh pháp, hiểu ý không? Tức là mình, Đức Phật dạy nè, các thầy đừng nương tựa ai, đừng nương tựa bất cứ cái gì, mà hãy nương tựa chánh pháp, hãy nương tựa của Hải Đạo chánh pháp. Chỉ khi nào chúng ta nương chánh pháp, chúng ta mới không sai thôi. Cho nên á, những gì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng đó, là từ những lời kinh, những lời tổ Phật dạy, rồi Pháp Hòa nói, chứ Pháp Hòa không tự nói. Cho nên đây là bảo đảm à. Rồi cái gì mà nhưng mà mình nói theo cái ngôn ngữ cách bây giờ để cho đại chúng dễ nhận ra, chứ cũng không ngoài rời cái ý của kinh Phật. Cho nên là Pháp Hòa hay đọc kinh rồi trích đoạn chỗ này chỗ kia để nói. Vì sao? Nói như vậy không có sợ mình sai lầm. Cho nên nói xong rồi có nhiều vị cẩn thận: Hòa Thượng đó dạy như vậy, Tổ đó dạy thế kia, thấy không? Cho nên nói như vậy thì chúng ta biết rằng đó, chúng ta chưa đủ đạo lực để tự mình nói những gì mà cho trí mình sanh. Cũng có nhưng mà ít thôi. Phần lớn là chúng ta nương lời Phật Tổ, rồi từ đó chúng ta tu, có một chút tuệ, có một chút nhận biết, chúng ta chia sẻ. Thì bây giờ đi tìm một cái bậc hoàn hảo minh sư chắc khó. Thôi thì quý vị cứ đi thấy vị nào có cái hạnh nào hay mình học, mình giàu có hơn, phải không? Thầy này có hạnh từ bi nè, thầy này có hạnh nhẫn nại nè, thầy này có rất là chịu cực khó nè, mỗi người mình học một cái. Rồi tất cả các vị đó chính là một cái bộ phận của mình thì nó hoàn hảo tốt. Thôi thì thời gian không cho phép, Pháp Hòa xin dừng ở đây. Và trước khi quý vị ra về, xin cho Pháp Hòa được vài lời thư gửi. Thứ nhất là xin cảm ơn đại chúng đã dành rất nhiều tình thương, tình cảm mỗi khi Pháp Hòa về đây. Và hôm nay đặc biệt là coi như trong ngoài, ở trước, ở sau gì quá chừng, nhưng mà tất cả chúng ta đều từ tình thương đó, và chúng ta đều cùng một cái tâm hướng hết, đó là hướng về chánh pháp. Và mong đại chúng hướng vào chánh pháp và tu tập. Khi chúng ta có tu tập chánh pháp thì nhất định đời sống mình sẽ khác đi, và chừng đó mình mới hiểu Phật pháp nhiệm màu. Nhiệm màu phải linh thiêng, mà nhiệm màu ở cái chỗ là cứu được tâm bệnh của chúng ta. Trước khi quý vị quy y, Pháp Hòa xin giải thích sơ ý nghĩa để đại chúng hiểu quy y là gì. Quy y nói cho đủ chữ là quy y tam bảo. Chữ quy là quay trở về,
Chữ y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Nương tựa với ai? Nương tựa với Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhà Phật có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Phật là người thầy dẫn dắt. Phật là một người tỉnh thức giác ngộ, có đủ khả năng dẫn dắt cho chúng ta trên con đường tu tập. Chứ Phật không là thần thánh. Phật là người thầy dẫn đường, chứ không phải là thánh thần. Điều thứ hai, chúng ta nương tựa Pháp. Bởi vì Pháp chính là lời dạy của Phật. Pháp là con đường, là bản đồ, là công thức để sống. Chúng ta đi đâu không biết đường, làm sao đi tới nơi? Chúng ta làm việc gì không biết cách, làm sao làm cho đúng? Cho nên muốn làm việc gì phải biết cách, muốn đi phải biết đường, muốn sống vui phải có phương pháp. Như vậy thì Pháp đây là gì? Là phương pháp, là con đường, là cái cách sống. Hay nói cách khác, Pháp này chính là con đường của hiểu biết, của thương yêu. Tại trong cuộc đời này, chúng ta làm việc gì cũng phải xuất phát từ tình thương. Mà đã thương thì phải hiểu, mà càng hiểu thì càng thương. Cho nên không thể nào làm việc không có tình cảm. Múc chén cơm cho người khác ăn phải múc bằng tình cảm, đó là tình thương. Và biết được người ta múc như thế nào, cơm người ta ăn bao nhiêu, để chúng ta đưa một chén cơm cho phải, cho đúng. Như vậy Pháp là phương pháp, là con đường, là chân lý, là lẽ thật. Thí dụ mình hiểu đời là khổ, đó là hiểu chân lý đó. Nhưng mà đừng chấm hết đời là khổ, cho nên lúc nào đi đâu cũng đời khổ, cái rốt cuộc mình cũng khô theo khổ luôn. Đời là khổ, nhưng có phương pháp tu tập để chuyển khổ, chứ không phải đời chỉ là khổ. Nếu mà đời là khổ thì sao sống nổi? Đời cũng có vui vậy, giống như ngồi chật như vậy này là khổ nữa. Nhưng mà có thấy khổ không? Như vậy thì có thật khổ đâu. Như vậy khổ có thật không? Tại vì mình không thích nó thành khổ, chứ mình thích rồi cỡ nào nó cũng khổ đó. Như vậy chữ khổ nó thành thật, phải không? Đó là chân lý. Cho nên đừng chỉ phán cho cuộc đời này là một chữ khổ rồi nói ai nói Phật nói. Phật nói đời là khổ, nhưng mà Phật dạy cho mình cách tu nữa. Cách tu nữa để mình hết khổ chứ. Cho chân lý nó nằm ngay đó. Rồi, thứ ba là gì? Thứ ba là tăng, là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Bữa nay quý vị là một đoàn thể này. Một đoàn thể tới đây ngồi chật chội mà vẫn nhường nha. Lấn muốn té vậy mà không có gây. Thử ở ngoài là chết. Đấy. Mình đến đây mình sống hài hòa, thanh tịnh, vui vẻ, là một đoàn thể. Gia đình mình phải là một đoàn thể không? Nhưng mà sao gây hoài vậy? Tại vì mình không có phương pháp hài hòa với nhau. Cho nên mình phải quy y để học Pháp. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cho nên lại Phật, lại ba lại. Ý nghĩa của ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Tại sao phải quy y? Quy y để trở thành Phật tử. Và khi đã có danh từ là Phật tử thì phải sống tròn với bổn phận của một Phật tử. Chúng ta gọi là danh phận. Mình ở ngoài đời làm vợ rồi, có danh rồi, phải không? Phải sống đúng với cái phận của vợ. Là chồng phải đóng sống đúng với bổn phận của chồng. Là một thầy giáo thì sống đúng với bổn phận của thầy giáo. Cho nên ai cũng có danh, mà danh thì phải sống với cái phận của mình. Cho nên gọi là danh phận. Hôm nay mình trở thành danh phận là một Phật tử thì nên cố gắng sống đúng bổn phận của một Phật tử. Vì bổn phận của Phật tử là gì? Chúng ta có 5 điều chúng ta nên thực tập để làm tròn cái bổn phận, một nhân cách của một con người. Thứ nhất, ý thức khổ đau của sự giết hại, cho nên con nguyện không giết người hại vật. Dù bằng cách sống của mình hay dù trong cái suy nghĩ của mình. Thí dụ nha, người Việt Nam mình hay có thói quen, tao mà có cây tao đập cho mày chết. Tao mà giết mày không ở tù tao giết liền. Mình tức quá mình nói vậy đó, nhưng mình không có làm.
Nhưng mà cái đó nó ảnh hưởng cái tâm thức, đừng nói mấy cái đó nữa, đừng có nói mấy câu đó, nghe nó độc, nghe nó xấu, nhưng mà nó thành một cái effect, nó thành một cái tư tưởng trong cái tâm thức của mình, không nên. Rồi mai chiều mốt nọ nó thành một cái ý nghiệp, và chính cái ý nghiệp đó đưa mình tới cái chỗ luân hồi khổ đau. Cho nên từ nay về sau không nghĩ mấy cái câu đó nữa, không? Và không giết, mà không phải hành động mà tư duy nữa. Điều thứ hai, cái gì của người khác mình không lấy, vì tôn trọng tài vật của người khác. Cho nên giới không ăn cắp, ăn trộm thì chúng ta nguyện không làm. Và ngược lại, những gì mình có thể chia sẻ với mọi người chúng ta nên làm, gọi là vì tôn trọng tài sản của người, vì chia sẻ với mọi người. Điều thứ ba, chúng ta ý thức mỗi hạnh phúc của mình và của người đều cần được sự bảo vệ. Cho nên bảo hộ hạnh phúc của người, không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những ai không phải là chồng vợ của mình, vì bảo vệ hạnh phúc chung. Và chính mình bảo vệ được như vậy, mình mới bảo vệ được trẻ em, nạn tà dâm không tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của gia đình trong đời sống lứa đôi. Điều thứ tư, mỗi ngày chúng ta học nói, ngày nào cũng nói, nhưng mà chúng ta quên học cách nói. Cho nên nói ra người ta buồn, nói ra người ta khổ. Thì người Phật tử một khi đã tu tập rồi thì cố gắng soi chiếu lại cái lời nói của mình, nói như thế nào để người khác không khổ, không buồn bởi cái lời nói của mình, thì gọi là ái ngữ. Và không dựng chuyện nói xấu, cái chuyện đó đương nhiên rồi. Không lên án phê bình khi những gì mình không thấy biết. Nhiều khi mình thấy trên YouTube chưa chắc đã là thật, phải không? Có hai dạng người làm YouTube nữa. Người ta làm vì sự thật, ta muốn chia sẻ, nhưng có nhiều người ta làm vì câu view. Đó là cái quyền của người ta, nhưng mình coi thì mình phải có tư duy. Cái gì nó không thật thì chúng ta nên cẩn thận, để không thôi chúng ta mắc cái lỗi không biết mà nói, phải không? Mà không biết mà nói lâu ngày nó thành cái nghiệp. Cái nghiệp nói những điều không biết, rồi thì mai mốt cái nghiệp nó thành tựu thì cái quả nó tới với mình là gì? Toàn là bị người ta gạt mình, ta cho mình điều nó nghe học những điều không đúng sự thật. Đó, cho nên cái gì nó cũng phải cái nhân cái quả là vậy. Cho nên điều thứ tư là học nói cho người ta vui, nói cho người ta hạnh phúc. Bên cạnh đó, bên cạnh nói thì có nghe để làm cho người ta hết khổ. Cho nên mình học câu này nè: sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Bây giờ cho vui bằng cách nào? Cho vui bằng cách mình nói cho người ta. Lấy cái khổ của người ta bằng cách nào? Bằng cách nghe cho kỹ những gì người ta nói. Có nhiều khi con trong nhà mình chịu nghe, nhiều lúc đó, mẹ, ba hay ai trong nhà có nhiêu nó hoài, kệ nghe cái im. Và bữa nào mình bực lên, có nhiêu nó hoài, là có chuyện. Mình nghe cái thôi là yên, mà mình phản ứng lại là có chuyện liền. Cho nên có những lúc mình tập lắng nghe, mà nghe có những điều mà nó không đúng, nhưng kệ, nghe để người ta trút cái đó ra. Rồi sau đó mình bắt đầu thanh lọc, cái nào cần giữ, cần để, cái nào cần let go. Cho nên vui là cho người ta niềm vui, gọi là từ. Lấy gì mình ăn uống vào cơ thể mình, không làm họ, không làm cơ thể này bệnh hoạn. Cái miệng bệnh tật là do ăn, họa mà nó đến là do nói. Cho nên người ta nói cái miệng mình là gì? Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh mà nó từ cái miệng này nó nhập là mình ăn á, nhập hàng vô nè. Ai đưa gì tới, ai delivery gì cũng nhập. Phải nhập chừng nào thì nó bệnh nhiều nấy, tại mình không biết cái nào nên ăn và cái nào nên không. Rồi gì nữa? Xuất, ở này nhập thì phải xuất. Mà xuất thì nói cái điều không nên nói là có chuyện.
Cho nên bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. À, mình mà mắc cái bệnh này nhiều quá, dớ dán vòng vòng ghi trong nhà để cho nó đỡ gây họa cho mình. Như vậy đại chúng nhớ là ăn uống cẩn thận để dưỡng thân, tiếp xúc cẩn thận để dưỡng tâm. Có những người bạn toàn nói chuyện thị phi, toàn nói chuyện tốt xấu của người mình nghe, viết chặt mình ảnh hưởng. Cho nên bạn, Đức Phật dạy trong kinh rất nhiều bài kinh nói về bạn, mà trong đó có một dạng bạn Phật nhắc nhở là bạn mà không có khuyến khích mình làm việc thiện, mà cứ đốc suối mình làm việc xấu, nghe việc xấu, nói việc xấu, thì chỉ là bạn chứ không thân nha. Tại bạn nó nhiều khi bạn thân, mà những dạng bạn thân này á, thì tới hồi gặp nạn thì thân ai nấy lo. Cho nên á, cho nên bạn thì cũng có, nhưng mà có người chỉ nên xã giao chứ không là kết thân, không là thân giao. Cho nên nó có là bạn sơ giao, xã giao, kết giao. Kết giao là mình kết thân, mà kết thân thì phải là những người bạn có 7 cái điểm mà có thể giúp mình. Trong đó khổ không bỏ nhang, luôn khuyến khích mình làm điều thiện, thấy mình làm việc xấu là ngăn chặn và không bỏ mình dù mình rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào. Đó, đấy là những cái điều mà Phật dạy. Nó có cái điểm nhẹ nhẹ để chúng ta nhìn vào đó, gọi là gì? Căn cứ vào đó để tìm cho mình một người bạn. Cho nên có những người bạn ảnh hưởng mình, có những phim ảnh sách báo ảnh hưởng tâm thức mình, cho nên phải cẩn thận. Nhất là thời buổi bây giờ, mình coi YouTube, mình TikTok, mình Zalo quá nhiều ảnh hưởng thời gian và tâm thức của mình. Hồi xưa cái đầu mình không đến nổi đâu, mà sao cho nó loạn hết trơn, là tại vì quá nhiều thứ. Thôi thì đây là 5 điều Pháp Hòa chia sẻ để quý vị tiếp nhận ngày hôm nay. Bây giờ đại chúng đã hiểu được những điều Pháp Hòa nói rồi, thì quý vị thấy quy y dễ hay khó? Đâu có gì đâu khó. Mình đã từng làm rồi, bữa nay mình chánh thức, danh chánh ngôn thuận phát nguyện thôi. Có nhiều vị sợ quy y, nói thôi thôi tôi quy y lỡ tôi làm cái có tội. Mấy cô, mấy chị, mấy anh, mấy chú không quy y làm cũng tội như thường. Nhưng mà có quy y rồi, trước khi làm có suy nghĩ một chút, rồi lỡ trong khi làm có nhìn lại một chút, mà sau khi làm rồi, lỡ làm xong hết rồi có hối hận. Cho nên quy y vẫn tốt hơn, thấy không? Ai mà lỡ chưa phát nguyện mà nghe em giải thích và thấy không có gì khó khăn, rõ ràng, thì quý vị có thể phát nguyện bây giờ, còn lát mình ghi tên sau. À, bây giờ thì mình phát nguyện nha. Đại chúng chắp tay. Please join your palms and repeat after thầy. We almost done. Be happy. Xin quý vị đọc theo thầy bằng tiếng Anh trước. Please repeat after me. I take refuge. I take refuge. In the Buddha. In the Buddha. The one who shows me. The one who shows me. The way in this life. The way in this life. We Phật. We Phật. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, cho con trong cuộc đời. I take refuge, I take refuge in the Dharma, in the Dharma, the way of understanding and love, the way of understanding and love. We y pháp, we y pháp con về nương tựa pháp. Con về nương tựa pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. I take refuge. I take refuge. In the Sangha. In the Sangha. The community. The community. That lives in harmony. That lives in harmony. And awareness. And
Quy y Tăng. Quy y Tăng. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị đã phát nguyện quy rồi, đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới. Xin trả lời dạ được sau mỗi giới được hỏi. You are officially taking the vows to become the students of the Buddha. It is time for me to transmit the five trainings to you. Please answer yes I do every time I ask you a question. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness not to kill, not to encourage any acts of killing, even in my way of life or in the way of thinking. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành khuyến khích mọi sự giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Second training. Aware of the suffering caused by exploitation, I vow to cultivate my loving kindness not to steal, not to take anything that does not belong to me, and I will learn and try my best to share within my capacity to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Yes. Đây là điều đạo đức thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, là đặc biệt đối với những người thật sự khốn khó. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The third practice. Aware of the suffering of broken families in the society due to the sexual misconduct, I vow to take my responsibility not to engage any relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, I also learn to protect the happiness of others. And this is also the best way to protect children from sexual abuse. Do you vow to receive and practice this? Đây là điều đạo đức thứ ba. Ý thức được những đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học tới tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con ý thức được rằng hành động bất chánh sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của con và của người khác, và không thể để giúp cho con bảo vệ trẻ em để nạn tà dâm không tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của những gia đình trong đời sống lứa đôi. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth practice. Aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening deeply, I vow to cultivate my loving kindness by using loving speech in daily conversation. I understand that words can bring happiness to others. Words also can bring suffering to others. Therefore, I will try my best to use loving speech and also to learn to listening deeply to each other so I can help them to relieve the suffering. This is the fourth practice. Do you vow to receive and practice it? Yes.
Đây là điều đạo đức thứ tư. Ý thức được lời nói có thể mang hạnh phúc cho người, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau cho người. Cho nên con nguyện chỉ nói những lời ái ngữ để mang lại niềm vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không nói dối, không nói những điều sai với sự thật, không dựng chuyện nói xấu hại người, không nói những lời chia rẽ căm thù, mà con nguyện nói những lời hàn gắn thương yêu. Và con nguyện thực tập lắng nghe cho thật kỹ để có thể hiểu được người khác và cũng giúp người khác trút đi những niềm đau nỗi khổ trong lòng. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fifth practice: aware of the suffering caused by unmindful consumption, I vow to cultivate my mindfulness in my daily consumption. Anything will harm my body, like drugs, alcohol, smoking, etc., I will try to stay away and avoid. I will only take food that able to bring healthy for my body. And I only play or look up, read books or watch TV programs, anything that able to bring true learning for my mentally health. This is the fifth practice. Be mindful on your daily food and contact so can you can protect your physical health and mentally health. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ năm. Ý thức được sự ăn uống thiếu chánh niệm có thể mang đến bệnh tật, khổ đau cho thân thể và tâm hồn. Con nguyện không tiêu thụ những sản phẩm độc tố như thuốc lá, rượu bia, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân. Đó là những độc hại có thể hại đến thân thể và sức khỏe của con. Những phim ảnh, sách báo, những trò chơi vân vân có thể chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi. Con cũng nguyện không tiếp xúc để bảo vệ được sức khỏe cho tâm thức của con. Đó là giới thứ năm, bảo vệ thân tâm thật tốt để trả hiếu cho cha mẹ ông bà bằng cách chánh niệm ăn uống và tiêu thụ hàng ngày. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, quý vị đã tiếp nhận xong năm giới quý báu rồi. Kể từ giờ phút này, quý vị là Phật tử đã quy Tam Bảo. Và quý vị nhớ rằng Thầy Pháp Hòa hôm nay làm lễ cho mình, Thầy chỉ là người đại diện cho chư Tăng. Sau này quý vị có đi đâu gặp các Thầy, Thầy Lào, Thầy Thái, Thầy Campuchia, Thầy Nhật Bản, tất cả các Thầy đều là chư Tăng mà chúng ta kính trọng, chứ không chỉ biết một mình vị Thầy mà truyền giới cho mình. Thầy mình chỉ là người đại diện thôi, chứ chưa phải toàn vẹn của đoàn thể Tăng. Điều thứ hai, ai chưa ăn chay thì mình phát nguyện bắt đầu từ bây giờ mình ăn chay ít nhất 1 tháng 1 ngày. Ai đã có 1 ngày thì thêm 2 ngày. Còn nếu người nào vì hoàn cảnh nào đó hay vì sức khỏe gì đó mà không ăn trọn được 1 ngày, ăn nửa ngày ăn nổi không? Không, ăn nửa ngày cũng được. Rồi, kế nữa, gia đình nào có bàn Phật thì phải trang nghiêm bàn Phật, quét dọn đàng hoàng, đừng có để nhang tàn khói lạnh. Không, nước mà cúng cho nó bốc hơi, nó ráo, nó dính dơ hết, cũng để bông tươi mà cúng nó gục ngã hết trên bàn thờ. Trái cây đó nó chín thối, con fly nó bay đầy hết trơn mình cũng để. Và đừng để bàn thờ trở thành cái chỗ mình vú trái cây nha. Khi mình cuối tuần đi chợ mua trái cây về, rửa sạch lau chùi rồi để lên cúng, khi muốn ăn thì bưng cả dĩa xuống, chứ không nên để trên đó. Đi ngang bóc một trái, mai bóc một trái, cái mình hóa ra cái bàn thờ là cái chỗ mình gửi trái cây. Không nên. Và cái bàn Phật là cái bàn thờ tâm linh của mình, cho nên đừng để dơ bẩn. Nhà mình ở mình cũng chùi rửa xin phép, nói thưa đại chúng, cái nhà vệ sinh mình cũng sạch, thì huống chi cái bàn Phật. Người ta bước vào, người ta nhìn bàn Phật, người ta hiểu được nội tâm của chủ nhà.
Cho nên đừng để bàn Phật dơ bẩn, không nên. Đừng sợ cái chuyện dời lư hương, đừng sợ cái chuyện xoay lư hương. Không có gì rắc rối khó khăn hết. Lau chùi là phải bưng dở, dọn dẹp sạch sẽ rồi chỉnh ngay lại thôi. Đừng sợ mấy chuyện đó. Mình lau thì mình phải dời, phải không? Thì làm sao mà mình muốn dời thì phải chuyển nó. Thì con người mình sống cũng phải đổi dời chứ. Ví dụ mình dở để yên vậy hoài sao? Phải không? Phải dời đổi mình mới tốt hơn chứ. Cho nên đừng có lo mấy chuyện đó. Phật tử là mình phải có cái nhìn cho nó đúng đắn, nó make sense, nó logic. Thì như vậy mới là người có trí tuệ chứ, à, đệ tử Phật chứ. Cho nên con đường của trí tuệ từ bi mà. Cho nên mình không có thể nghe người ta nói lung la rồi cái gì cũng gắn cho đạo Phật được. Rồi thì bây giờ quý vị đã quy rồi thì nhớ mấy điều căn bản. Lỡ gia đình nào không thể lập bằng Phật, quý vị có một bức tranh Phật hay thậm chí một tượng Phật quý vị để trong tủ, trên bàn gì cũng được, mỗi khi mình đi ngang mình biết trong nhà mình có Phật. Tự nhiên mình nhớ trong nhà mình có Phật, cũng nhớ trong lòng mình có Phật. Đại ý là như vậy. Chúc đại chúng sức khỏe bình an. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng để kết thúc phần đầu, đó là phần quy y. Và sau đó cho các em nhỏ có thể lui ra bên ngoài. Nếu các em nào còn tiếp tục ở lại đây sinh hoạt thì ra bên ngoài, các thầy sẽ sinh hoạt với các em bằng tiếng Anh. Không, hoặc là vị nào có duyên sự phải về thì quý vị có thể về. Phần thứ hai là sau khi xong rồi thì Pháp Hòa sẽ có bài pháp thoại với đại chúng. Bây giờ đại chúng cùng chắp tay hồi hướng phần một cho xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý vị nào quy ngày hôm nay đó thì một lát nữa nhớ ra bên ngoài nhận cái sổ quy y. Và mỗi vị sẽ có một sổ quy y với pháp danh của mình. Thì pháp danh tức là trên trong đạo mà thầy gửi đến mình, tặng mình ngày hôm nay để nhắc nhở mình sống với cái tên như mình nhận được. Bên nam sẽ bắt đầu từ chữ tuệ, nữ bắt đầu từ chữ từ. Từ là từ bi chứ không phải từ giả. Từ là từ bi, tuệ là trí tuệ. Từ bi và trí tuệ là bản chất của đạo Phật, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ, so all my young friends, you are done now, so you can stand up and move out.